Một số các bác sử dụng những dòng TV Google TV hay những dòng TV tìm kiếm giọng nói rảnh tay của TCL ấy không có thể là mà làm được như này. Ví dụ nhá. Ok Google, tắt tivi. Đây, em sẽ tắt nó đi. Sau đó thì em bật nó lên bằng câu lệnh. Nhưng mà nhiều bác ấy thì dùng, các bác có phản hồi là tại sao anh tắt được đi mà không mở được lên. Đấy, thì cách thức để có thể làm được điều này thì em sẽ hướng dẫn trong video ngày hôm nay. Đấy, hướng dẫn các bác cách có thể là gì khởi động tivi bằng câu lệnh như này. Ok Google, mở tivi. Đấy, nó đang thực hiện, các bác nhìn cái đèn báo này. Đấy, rất là nhiều các bác dùng Google TV của TCL không có thể làm được này. Vậy thì làm như thế nào? Thì các bạn nhìn chờ độ khoảng 5 đến 6 giây nó sẽ mở lên. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người nha. Đối với thế hệ TV thông minh, các dòng TV chạy hoành Android và Google TV của TCL ấy, thì TCL đã giới thiệu rất là nhiều những chiếc TV có khả năng tìm kiếm giọng nói qua trợ lý ảo mà các bác không cần phải cầm điều khiển. Khi mà dùng ấy, nhiều khi ngồi tại phòng khách của gia đình hoặc là các bác nằm ở trên giường thôi, các bác không cần phải bấm điều khiển thì các bác có thể tìm kiếm các nội dung ở trên YouTube, tương tác với TV, khởi động, bật tắt, tăng giảm âm lượng, hay đơn thuần là tắt TV, bật TV chỉ bằng câu lệnh thôi. Vậy thì làm thế nào để có thể làm được điều đó? Đây là một chiếc TV mà em đã không khởi động cái chế độ bật TV khi mà tắt đi bằng câu lệnh nhé. Các bác chỉ có thể tắt đi thôi, không bật được lên. Bây giờ em tắt đi này. Ok Google, tắt TV. Tắt TV thì được, còn các bác còn ra câu lệnh mở TV thì nó lại không mở được. Vậy thì làm thế nào để có thể làm được cái điều đó? Thì trước tiên thì em mời các bác cùng xem là cái nó đang thao tác để nó tắt TV đi. Còn mở TV nhé, không mở được này. Ok Google, mở TV. Đấy, không mở được nhé. Thì em sẽ hướng dẫn các bác sửa cái lỗi này. Nhiều bác dùng TV, các bác so sánh thấy các video em quay của các dòng TV Sony ấy, thì các bác có phản hồi là tại sao trên TV Sony có thể mở được mà của TCL lại không. Nguyên nhân nó nằm ở cái cài đặt như thế này. Đối với những dòng TV mới mua về hoặc các dòng TV cũ thì các bác lưu ý là em sẽ hướng dẫn các bác bật lên. Đây là trên những dòng TV mới của năm 2022, 2023 thì các bác sẽ cần truy cập vào phần cài đặt ở góc màn hình. Cài đặt ở góc màn hình. Sau đó thì các bác sẽ xuống dưới cái phần gọi là phần hệ thống. Đây, tại mục hệ thống này. Thì trong mục hệ thống này thì sẽ có cái mục gọi là mục điện và năng lượng. Tại đây thì mọi người sẽ di chuyển sang cái chế độ gọi là khởi động nhanh và dịch vụ không màn hình. Đấy, khởi động nhanh, bật nó lên. Và cái dịch vụ không màn hình. Đấy, các bác bật nó lên. Thì khi này nó đã khởi động được cái tính năng là khởi động TV bằng câu lệnh. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành là tắt nó đi và bật nó lên bằng câu lệnh mà không cần dùng điều khiển nhé. Ok Google, tắt TV. Này, các bác để ý đây, nó sẽ mất độ khoảng vài giây để nó thực hiện cái câu lệnh này. Tùy vào cái tốc độ mạng wifi có khỏe hay không, tốc độ mạng có ổn định hay không thì trợ lý ảo nó mới hoạt động. Đấy, các bác nhìn nó đã tắt đi rồi. Bây giờ em để cái điều khiển đây này. Bây giờ em bật lên bằng câu lệnh nhé. Ok Google, mở TV. Đấy, nó đang thực hiện. Các bác nhìn này, cái cụm micro. Đấy, bắt cái giọng nói ở bên dưới cái logo này có bốn cái đèn đèn nó đang sáng này. Đấy, nó đã khởi động lên rồi. Đấy, thì khi mà các bác khởi động cái chế độ nó lên thì các bác mới có thể sử dụng được cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Đấy, còn đối với những dòng TV chạy hành Android nó thấp hơn, không phải Google TV, thì các bác cũng sẽ truy cập vào phần cài đặt. Đấy, những cái con này là con cũng có khả năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Thì tại đây thì mọi người cũng sẽ truy cập vào tùy chọn thiết bị. Trong này thì nó sẽ có là gì? Có cái mục. Đấy, mục để mọi người có thể là điều chỉnh cái tính năng đó. Đấy, và đây là những dòng TV như C725 này cũng có tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Nó không phải Google TV, trong đó thì cũng có cái tính năng khởi động nhanh và cái dịch vụ gọi là dịch vụ không màn hình. Thì mọi người cũng sẽ truy cập vào phần cài đặt ở góc màn hình, chọn và tùy chọn thiết bị. Tại mục này thì sẽ có mục khởi động nhanh.
tại mục khởi động nhanh thì mọi người sẽ bật cái khởi động nhanh và bật cái dịch vụ không màn hình lên. Đấy, bật hai chế độ này lên thì ngay lập tức là gì, là cái tính năng mở tivi. Mở tivi mà khi mà các bác sử dụng câu lệnh tắt tivi, mở tivi ấy, nó sẽ được khởi động. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Đấy, thì tất cả những clip em hướng dẫn chia sẻ cho các bác thì đều được thực hiện trên những dòng tivi mới nhất. Còn đối với các bác dòng sử dụng những dòng tivi cũ ấy thì có thể là để lại bình luận bên dưới, để lại ký hiệu tên của model của tivi thì em sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người hiểu hơn. Đấy, cảm ơn mọi người.